đến một cái máu quần Âu của GDA thì chắc hẳn là tất cả những chị gái của em đều rất là tâm đắc. Thì ngày hôm nay với năm 2021 thì GDA đặc biệt gửi đến cho những khách hàng thân yêu, đó chính là một cái em quần ạ, họa tiết kẻ vô cùng là xinh trong mình đấy các chị yêu. Và chúng ta có thể nhìn gần cái màu kẻ của nó rất là sang này, trẻ trung trong mình này, và siêu che khuyết điểm cho những cô nàng công sở. Thì đây chúng ta đã được sử dụng cái họa tiết này may cho mình một chiếc quần này dáng 85cm các chị nhá. Thiết kế là dáng baggy cho mình. Và không những là với cái dáng này là che khuyết điểm của những chị gái nào có cái điểm phần chân quá to này hay là chân quá nhỏ này, thì ở vì với cái mẫu quần này chúng ta kết hợp một cái cạp 7 phân. Đó, một cái cạp 7 phân này nó sẽ giúp các chị này ghen bụng cho các chị rất là tốt này, nén phần eo của mình để cho những chị nào mà mình bụng rất là to này tự tin hơn cho với cái thiết kế cạp này các chị yêu nhá. Và điều đặc biệt là cái chất liệu của nó thì rất là mát, hợp cho thời tiết mùa hè, mặc mát nhẹ như không mặc luôn các chị yêu ạ. Và em hệ tin rằng là các chị sẽ không hề thất vọng khi mà mình sở hữu cho mình một cái mẫu quần baggy như này đúng không ạ. Và mã quần này thì bên em sẽ có size S, M, L, XL đến 2XL cho các chị yêu, để mình có thể thoải mái lựa chọn em quần này nhá. Dáng là 80 phân các chị này. Đấy, baggy cho mình được chưa ạ? Chất liệu rất là mềm, nhẹ, mát vô cùng luôn các chị yêu nhá.